Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, ngày 8 tháng 9, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đã lên kế hoạch cho chuyến vận động tranh cử kéo dài 4 ngày qua các tiểu bang dao động lớn sau cuộc tranh luận của bà với ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump vào ngày 10 tháng 9 tới. Theo đó, chiến dịch với khẩu hiệu A New Way Forward, một con đường mới phía trước của bà Harris, sẽ bao gồm một điểm truyền hình mới, các cuộc meeting, các sự kiện vận động cùng chương trình được thiết lập để nhắm vào các nhóm cử tri quan trọng. Chuyến đi sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 9. Trong một cuộc đua căng thẳng với cựu Tổng thống Donald Trump, các nhóm chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris tự tin có đủ khả năng thuyết phục cử tri ở các bang dao động trước khi tập trung nhiều hơn vào nhóm cử tri đi bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Trong khi đó, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump cũng đã tăng cường tiếp cận cử tri bằng các cuộc meeting và phỏng vấn tại các diễn đàn với sự thân thiện. Michael Tyler, giám đốc truyền thông của chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris cho biết, "Chiến dịch của chúng tôi sẽ truyền tải thông điệp của Phó Tổng thống trực tiếp đến cử tri ở bất cứ nơi nào họ đến, trên sóng phát thanh, tại cửa nhà và trực tuyến." Sau cuộc tranh luận trực tiếp giữa ứng cử viên Harris và ứng cử viên Trump vào ngày 10 tháng 9, các nhà lãnh đạo đã lên kế hoạch kỷ niệm ngày 11 tháng 9. Bà Harris sẽ khởi động chiến dịch tranh cử bắt đầu từ ngày 12 tháng 9 tại Bắc Carolina và người bạn đồng hành của bà, thống đốc bang Minnesota Tim Walz, sẽ đến Michigan. Vào ngày 13 tháng 9, bà Harris sẽ trở lại Pennsylvania, trong khi ông Tim Walz tới Michigan và Wisconsin. Nhóm chiến dịch của ứng cử viên Harris sẽ bắt đầu chạy một quảng cáo trên truyền hình nói về kế hoạch cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, hạn chế giá thuốc theo toa và giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở. Các quảng cáo này là một phần của khoản đầu tư truyền thông rộng hơn trị giá 370 triệu đô la Mỹ và sẽ được điều chỉnh theo từng tiểu bang cho cử tri ở Arizona, Nevada, Georgia, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Bắc Carolina và Nebraska. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết, ông rất cảm thấy bị xúc phạm khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ủng hộ đối thủ tranh cử của ông là Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Khi được hỏi tại một diễn đàn kinh tế quốc tế ở Vladivostok vào ngày 5 tháng 9 rằng liệu ông có ứng cử viên nào yêu thích trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hay không, ông Putin cho biết ông sẽ theo chân ông Joe Biden ủng hộ bà Kamala Harris và cũng sẽ ủng hộ bà ấy. Ông Putin cũng nói rằng ông Donald Trump đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga hơn bất kỳ tổng thống nào trước ông ấy và gợi ý rằng bà Harris có lẽ sẽ kiềm chế những hành động như vậy. Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Mosini, Wisconsin vào ngày 7 tháng 9, ông Trump đã chỉ trích Nhà Trắng vì những gì ông cho là cáo buộc sai sự thật về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử. Ông Trump nhấn mạnh rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông là tổng thống vào thời điểm đó. Ông Trump nói, "Tôi biết ông Putin, tôi biết ông ấy rất rõ. Và bạn biết đấy, ông ấy đã ủng hộ bà Kamala Harris. Tôi rất khó chịu vì điều đó. Tôi tự hỏi tại sao ông ấy lại ủng hộ bà Kamala." Ông mô tả Tổng thống Putin là một kỳ thủ cờ vua. Đề cập đến bà Harris, ông Putin cho rằng thái độ tích cực của ứng viên Đảng Dân Chủ có thể đồng nghĩa với việc bà sẽ không áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt Liên bang Nga như nhiệm kỳ của ông Donald Trump. Trong thời gian ông Trump nắm quyền, Tổng thống Putin cho biết chính quyền Mỹ đã áp đặt nhiều lệnh cấm đối với Moscow nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào khác trong lịch sử Mỹ. Từ lâu, Nga nhiều lần bác bỏ những cáo buộc của Washington cho rằng Moscow nỗ lực can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối nêu rõ ý của Tổng thống Putin, đồng thời nói rằng chính trị trong nước của Mỹ không phải là vấn đề ưu tiên của Điện Kremlin. Bản thân bà Harris chưa bình luận về vấn đề này, trong khi Nhà Trắng cho biết ông Putin không nên thiên vị bất kỳ ứng cử viên nào. Trong chiến dịch tái tranh cử của mình, ông Donald Trump liên tục tuyên bố rằng ông sẽ nhanh chóng sắp xếp các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev và giải quyết xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, Điện Kremlin vẫn tỏ ra hoài nghi. Khi ông Peskov gần đây nói rằng ông Trump không có cây đũa thần và rằng nước Mỹ trước tiên nên ngừng gửi vũ khí cho Ukraine.
Nhà phân tích bầu cử uy tín của Mỹ Nate Silver mới đây đã đưa ra đánh giá, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có cơ hội đánh bại đối thủ Kamala Harris trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới, mức cao nhất kể từ khi bà Harris bắt đầu tranh cử Tổng thống. Dù các cuộc thăm dò dư luận liên tục cho thấy bà Harris đang tạm dẫn trước ông Trump về tỷ lệ ủng hộ của cử tri, nhưng chuyên gia Nate Silver ngày 5 tháng 9 đã tuyên bố ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân Chủ đã thể hiện kém hơn trong các cuộc khảo sát gần đây. Theo ông Silver, ông Trump hiện có 58,2% cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 5 tháng 11, cao hơn đáng kể so với đối thủ Kamala Harris là 41,6%. Vào thời điểm này tuần trước, mô hình tính toán của ông Silver cho thấy cựu tổng thống của Đảng Cộng Hòa đạt 52,4% cơ hội chiến thắng, trong khi tỷ lệ này của nữ phó tổng thống là 47,3%. Theo đài RT, các hãng thông tấn Mỹ thường trích dẫn những dự đoán của chuyên gia Nate Silver và ông được coi là một trong những nhà dự báo bầu cử có ảnh hưởng lớn nhất tại xứ sở cờ hoa. Phương pháp luận của ông Silver là lấy mẫu thăm dò ý kiến, dữ liệu kinh tế, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và nhiều yếu tố khác, bao gồm cả những cú hích sau đại hội toàn quốc của các đảng, vốn thường gia tăng mức độ tín nhiệm của các ứng cử viên trong vài tuần sau khi nhận đề cử. Đảng Dân Chủ đã chính thức thông báo Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên Tổng thống của Đảng tại Đại hội Toàn quốc ở Chicago, bang Illinois cách đây 3 tuần. Tuy nhiên, chuyên gia Silver nói bà Harris đã không nhận được cú hích như thường thấy. Các cuộc thăm dò sau đại hội của hãng thông tấn CNN phản ánh, bà Harris và ông Trump đang hòa nhau ở 3 trong tổng số 6 bang chiến địa và bà Harris dẫn trước khoảng 5 điểm ở 3 bang chiến địa còn lại. Trong khi đó, theo một cuộc khảo sát của YouGov, ứng cử viên Đảng Dân Chủ tạm dẫn trước 2 điểm trên toàn quốc. Ông Silver lập luận, vì các cuộc thăm dò này được thực hiện ngay sau Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, nên bà Harris đáng lẽ phải dẫn trước đối thủ với tỷ lệ ủng hộ lớn hơn. Tuy nhiên, dự đoán của chuyên gia Silver lại trái ngược với các cuộc thăm dò khác. 538, một tổ chức phân tích do chính ông Silver thành lập, cho rằng nếu cuộc tổng tuyển cử được tổ chức ngay hôm nay, bà Harris có 55% cơ hội chiến thắng, cao hơn ông Trump với 44%. Dù sử dụng cùng một phương pháp tính toán như ông Silver, nhưng 538 chú trọng hơn vào việc thăm dò ý kiến khi ngày bầu cử đến gần. Dẫu vậy, các cuộc khảo sát riêng lẻ có thể gây hiểu lầm. Theo một cuộc thăm dò của tờ New York Times hồi tháng trước, bà Harris đánh bại ông Trump với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 50% và 46% ở các bang còn dao động là Wisconsin, Pennsylvania và Michigan. Song cuộc thăm dò đã lấy mẫu quá mức với Đảng Dân Chủ và khi điều chỉnh, hai ứng cử viên đang có sự cân bằng về tỷ lệ ủng hộ ở cả ba bang nói trên. Đối với cả bà Harris và ông Trump, việc chiến thắng ở Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri hoặc Michigan và Wisconsin với tổng cộng 25 phiếu đại cử tri là cần thiết để giành chiến thắng trong toàn bộ cuộc tổng tuyển cử. Mô hình của ông Nate Silver nhận định, ông Trump giành chiến thắng ở bang Arizona, Georgia, Pennsylvania, Nevada và Bắc Carolina, nhưng hòa với bà Harris ở Michigan và kém hơn một chút ở Wisconsin. Chuyên gia này cảnh báo hiện không có gì chắc chắn vì vẫn còn những điều kỳ lạ và trong bối cảnh chính trị phân cực của Mỹ, hầu hết các cuộc bầu cử đều diễn ra hết sức xích sao. Thưa quý vị, một thẩm phán ở New York vừa quyết định hoãn tuyên án cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ chi tiền bịt miệng cho tới sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Theo hãng tin BBC, thẩm phán Manhattan John Merchant đã quyết định hoãn tuyên án cho tới ngày 26 tháng 11. Thẩm phán này cho hay, việc đưa ra bản án sẽ được hoãn lại để tránh bất kỳ ảnh hưởng nào tới cuộc bầu cử tổng thống sắp tới mà bị cáo là ứng cử viên. Tòa án là một tổ chức công bằng, vô tư và phi chính trị. Trước đó, các luật sư của ông Trump đã sử dụng một số biện pháp pháp lý nhằm trì hoãn việc tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 9. Hồi tháng 5, một bồi thẩm đoàn ở New York tuyên bố ông Trump đã phạm 34 tội về làm giả hồ sơ kinh doanh. Đây là lần đầu tiên một cựu tổng thống bị kết án hình sự. Ông Trump bị kết tội che giấu khoản tiền 130.000 đô la Mỹ mà luật sư của ông khi đó đã trả cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels để cô này giữ im lặng trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Stormy Daniels cho biết cô đã có quan hệ tình dục với ông Trump và đã nhận 130.000 đô la Mỹ từ luật sư để giữ kín chuyện này. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump, 77 tuổi, phủ nhận cuộc gặp gỡ với Daniels cách đó một thập kỷ và tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết sau khi bị kết án. Ông Trump có thể phải đối mặt với mức án lên tới 4 năm tù, song thẩm phán Merchant cũng có quyền quyết định áp dụng hình phạt quản chế, phạt tiền hoặc án tù ngắn hạn.
Cựu Tổng thống Mỹ vẫn khẳng định ông không làm gì sai. Ông nói với Fox News sau phán quyết rằng vụ án này nên kết thúc, trong khi chiến dịch tranh cử của ông cho biết đó là một cuộc săn lùng phù thủy. Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết sẽ thành lập một ủy ban chính phủ hiệu quả để kiểm toán toàn bộ chính phủ liên bang, một ý tưởng do tỷ phú Elon Musk đề xuất và sẽ là người lãnh đạo. Ý tưởng này là sự hợp tác mới nhất giữa ông Trump và tỷ phú Musk, ông chủ các hãng Tesla và SpaceX, trở thành người ủng hộ ông Trump ngày càng hăng hái. Ông Trump cho rằng, trong năm 2022, chỉ riêng các khoản gian lận và thanh toán không đúng đã gây thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đô la cho người nộp thuế. Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa cho biết, ủy ban mới sẽ khuyến nghị cải cách mạnh mẽ và xây dựng kế hoạch để loại bỏ gian lận và thanh toán không minh bạch trong vòng 6 tháng, điều mà ông Trump khẳng định sẽ giúp chính phủ tiết kiệm hàng nghìn tỷ đô la. Ông Trump phát biểu ngày 5 tháng 9 rằng, chúng ta cần phải làm điều đó, không thể tiếp tục như hiện tại. Ông Trump cũng hứa sẽ giảm 10 quy định của chính phủ mỗi khi đưa ra quy định mới nếu ông đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ông Trump công bố kế hoạch này trong bài phát biểu trước câu lạc bộ kinh tế New York, một nhóm gồm các giám đốc điều hành và lãnh đạo ngành. Ông cũng tiết lộ các đề xuất cắt giảm quy định và thúc đẩy sản xuất năng lượng, chấp nhận tiền điện tử và cắt giảm mạnh chi tiêu của chính phủ, giảm thuế doanh nghiệp cho các công ty sản xuất tại Mỹ. Tỷ phú Elon Musk viết trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, "Tôi mong muốn được phục vụ nước Mỹ nếu có cơ hội, không lương, không chức danh, không cần sự công nhận." Trong một cuộc trò chuyện trực tiếp trên mạng xã hội X tháng trước, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk đã thảo luận về vai trò của doanh nhân trong chính quyền của ông Trump lần thứ hai nếu có cơ hội. Ông Trump nói với tỷ phú Musk, "Anh là người cắt xén vĩ đại nhất, tôi cần một Elon Musk. Tôi cần một người có nhiều sức mạnh, lòng dũng cảm và thông minh. Tôi muốn đóng cửa bộ giáo dục, chuyển giáo dục trở lại các bang." Ông Trump và tỷ phú Musk, hai trong số những người đàn ông quyền lực nhất thế giới, từng là đối thủ nhưng bất ngờ chuyển thành đồng minh trong cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Tỷ phú Musk gần đây vẫn nhận mình là thành viên Dân chủ ôn hòa. Năm 2022, tỷ phú Musk nói rằng ông Trump đã quá già để làm Tổng thống một lần nữa. Tuy nhiên, tỷ phú Musk chính thức ủng hộ ông Trump 2 ngày sau vụ ám sát hụt cựu Tổng thống vào tháng 7.